xin chào các bạn đến với phần là matching headings là, là tìm cái đoạn cái tự đề cho đoạn văn phù hợp ok ha rồi uh, phần matching headings là thuộc dạng là bắt đầu là phần khó rồi các bạn nha nó là cần nhiều từ vận và một chút kỹ năng làm bài nữa ok ha rồi thì hết head, uh, matching headings là gì nó nghĩa là chúng ta phải chọn tự đề thì trong bài giảng hạn nó có 5 đoạn văn rồi và nó sẽ cho mình một đống những cái tựa đề của cái đoạn văn nó hỏi mình là tựa đề nào phù hợp với từng đoạn văn ha rồi vậy thôi và các bạn nó sẽ số lượng của headings nghĩa là số lượng tựa đề nó đưa ra nó luôn nhiều hơn số đoạn của bài ha vì vậy là nó sẽ làm cho công việc này khó khăn hơn rất nhiều chứ không phải là chỉ loại trừ không là được rồi và nó yêu cầu là biết từ vựng rất nhiều nha đọc bài nhanh và tổng hợp thông tin tốt là thuộc dạng là khó nhất rồi đó rồi, à, thì một cái tiếp để các bạn là 70% số câu hỏi à, dễ đó thì heading của nó nó đều nằm ở ngay một tới hai câu đầu tiên của đoạn đó hết. Vì cái cách hành văn của người ta thường người ta sẽ viết đưa ra cái chủ đề của đoạn văn nói trước, rồi người ta mới đưa ra những cái dẫn chứng và ví dụ sau. Đó là cách hành văn trong tiếng Anh. Vì vậy là thường những cái đoạn nào mà nó dễ đó thì 70% là các bạn đọc câu đầu tiên với câu thứ hai là các bạn đã tìm được cái heading phù hợp rồi. Rồi, với những câu khó nha thì đôi lúc là các bạn có thể chọn hai ba tựa đề vẫn phù hợp nha. Thì lúc này các bạn chỉ cần á, là cứ đánh dấu lại hai ba tựa đề đó. Sau đó các bạn làm hết một lượt tất cả các đoạn đi. Rồi lúc đó mình sẽ ngồi loại trừ xong. Và đôi khi là mình vẫn không thể nào chọn được cái nào phù hợp nhất thì các bạn chỉ có thể cố gắng được là chọn cái phù hợp nhất có thể thôi. Ok ha. Thì chỉ cố gắng chọn được cái ok nhất thôi. Vì phần bài này là thậm chí cả những bạn mà kỹ năng 8 chấm trở lên trong phần reading vẫn làm rất khó khăn trong phần trường hợp này các bạn nha rồi rồi vậy chúng ta có khái quát hóa lên thành ba bước để làm phần matching heading này thứ nhất là chúng ta đọc lướt qua tất cả headings và gạch keyword của tất cả heading đó đọc hai ba lần đó ha để chúng ta nhớ coi cái tựa đề đang nói về vụ gì sau đó chúng ta sẽ đọc lướt qua cái passage sơ sơ thôi để mình coi thử là cái chủ đề nói về cái gì tiếp theo mình sẽ đọc kỹ một hai câu đầu tiên của từng đoạn nha Ok ha, đọc kỹ một tới hai câu đầu tiên của đoạn đó và sau đó mình sẽ đọc lướt những câu còn lại và cố gắng gạch chân keyword mà nó thường xuyên lặp đi lặp lại trong đoạn văn đó. Vì đây cũng là một cái gợi ý để chúng ta có thể chọn được cái tựa đề phù hợp đó các bạn nha. Sau đó là chọn đáp án. Và thông thường là nếu mà câu dễ thì các bạn sẽ chọn được ngay đáp án, còn nếu không thì cố gắng là loại trừ ra còn hai hoặc ba đáp án mà các bạn cảm thấy phù hợp rồi lát hồi sau khi làm hết một lượt xong, làm hết tất cả những câu hỏi xong, mình quay lại mình coi lại một lần nữa. Thì lúc đó các bạn đã đọc được hết cả bài rồi, các bạn sẽ có cái nhìn rất là tổng quan về bài hơn. Lúc đó mình sẽ chọn tựa đề phù hợp hơn ha. Rồi bây giờ mình thử thực tập ha. Bài của mình hôm nay sẽ là bài liên quan đến việc đi du lịch. Thì trong trường hợp này nó cho mình 8 cái tựa đề là headings. Rồi chúng ta sẽ chọn keyword ha. Chúng ta sẽ có những keyword chọn luôn. Rồi đó là keyword mình chọn cho các bạn ha. Và mình đọc thử kỹ hơn nó nói gì nó kêu là cái sự cái tầm quan trọng về mặt xã hội và về mặt kinh tế của du lịch ok con này dễ đọc ghê nè con số 2 nó kêu là sự phát triển của mass tourism tourism là du lịch còn mass nghĩa là đại trà có nghĩa là bây giờ người ta đi du lịch rất là đại trà người giàu người nghèo cũng đi được hết thì nó kêu là sự phát triển của việc đi du lịch đại trà rồi travel for the wealthy nghĩa là việc đi du lịch chỉ dành cho người giàu thôi rồi số 4 nó kêu là earning là kiếm được cái tiền là foreign exchange nghĩa là cái tiền tệ nước ngoài đó thông qua du lịch tại vì người ta đi qua nước mình người ta sẽ xài tiền tệ đúng không thì mình kiếm được cái tiền tệ của người ta rồi những cái khó khăn trong việc là nhận ra được những cái sự ảnh hưởng của kinh tế của ngành du lịch ok rồi nghĩa là quan trọng nhất là nói về khó khăn ha thứ sáu nó kêu là cái sự đóng góp của cái việc air travel đi du lịch hoặc là đi du hành bằng đường hàng không với ngành du lịch rồi sự đóng góp của việc đi bằng hàng không với du lịch vậy thôi số 7 nó kêu là cái tác động về mặt kinh tế cái tác động của ngành du lịch lên thế giới hoặc là tác động trên toàn thế giới luôn của ngành du lịch rồi lịch sử của ngành du lịch rồi ok vậy thôi ok ha rồi giờ mình thử đọc cái bài của mình đi rồi với dạng bài này thì các bạn đã đau bài tập về làm trước rồi ha thì mình sửa luôn thì trong trường hợp này mình sẽ thấy là khi mình đọc câu đầu tiên mình thấy ha đây rồi mình sẽ thấy là câu đầu tiên mình nói nó quan trọng kêu là travel has existed nghĩa là cái việc đi du lịch hoặc là đi du hành á thì nó đã tồn tại từ xin từ beginning of time nghĩa là đã tồn tại từ hồi rất lâu rồi từ hồi bắt đầu là có thời gian người ta đã bắt đầu đi rồi ha rồi sau đó là khi mà những cái người mà à, tiền sử nè bắt đầu thông thường là đi những cái khoảng cách rất xa để mà đi tìm kiếm à, ok rồi tìm kiếm nơi nha và thức ăn với lại là đồ mặc cho cái sự tồn tại rồi thông qua lịch sử gì đó các bạn thấy là nó kể về lịch sử đúng không sau đó tới cuối cùng là travel là cái việc đi du lịch và trong trường hợp này mình thấy ngay nè chưa thấy tầm quan trọng mà gì hết nên mình bỏ số 1 rồi tiếp tục số 2 mình thấy là sự phát triển của cái ngành du lịch đại trà nãy giờ mình chưa thấy chữ mass tourism trong trường hợp này du lịch dành cho người giàu mình chưa thấy người giàu luôn foreign exchange thì còn quá sớm đúng không những khó khăn trong việc tác động vẫn chưa thấy cái quan trọng như mình thấy là liên quan lịch sử ha về trong một hợp này là từ hồi bắt đầu việc người là như thế nào sau đó là xuyên suốt hành trình lịch sử như thế nào đó nên trường hợp này hết đinh cho cái đoạn một đoạn a này là số 8 đó chính là lịch sử của việc đi đi du lịch hoặc là đi du hành ok rồi với đoạn b này thì mình thấy như sau Rồi đọc vô nó kêu là tourism in the mass form, có nghĩa là cái việc đi du lịch mà theo kiểu đại trà như bây giờ mình thấy có từ mass form chứ được từ keyword nãy mình thấy có liên quan thằng mass này đúng không? Đọc kỹ coi có phải là sự phát triển không? Thì nó kêu là những nhà lịch sử đã đề xuất rằng cái sự đến của cái việc đi du lịch đại trà bắt đầu ở Anh. Ok, là nói về lịch sử đúng không? Sau đó là tới sự phát triển hoặc là sự tạo ra của ngành hãng bay hàng không dân dụng hoặc là thương mại nè. Sau đó là sự phát triển này dẫn tới sự phát triển một ngành lớn hơn chính là ngành du lịch. Ồ, vậy mình biết rồi cái việc đi du lịch theo kiểu mass form được hình thành như thế nào theo chiều hướng lịch sử như thế nào ha Nếu đáp án này chắc chắn đó đáp án là số 2 luôn sự phát triển của ngành du lịch đại trà Đó chúng ta chọn heading sự như vậy ha Chúng ta tổng quát hóa là có đoạn đó nói về vụ gì thì các bạn có thể thấy trong trường hợp này mình vẫn thấy là khó khăn hay là foreign exchange không thấy là cái việc là uh, world import là tác động của ngành thế, lên thế giới như thế nào hết đúng không? Đó, vậy thôi, chúng ta có thể loại trừ các phương án để chọn được đáp án tốt hơn các bạn nhé Rồi, với đoạn C si này chúng ta sẽ có như sau. Rồi, chúng ta đọc câu đầu tiên rồi cuối cùng nó kêu là ngành du lịch ngày nay đã phát triển một cách rất là đáng kể in both. Oh, mình thấy cụm từ là economic với là social important, tầm quan trọng về mặt kinh tế và mặt xã hội đúng chưa? Rồi tiếp tục nó kêu là nó có tác động câu cuối cùng nè, ngành du lịch có một tác động to lớn lên cả cái Uh, nền kinh tế thế giới và bởi vì cái gì bởi vì cái hiệu quả của việc giáo dục của việc du lịch và cái hiệu ứng lên cái employment là có society excel luôn nghĩa là cái này vừa có tác động lên kinh tế vừa tác động lên xã hội câu đầu tiên nó kêu là tác động vừa mặt kinh tế và xã hội luôn nên chắc chắn câu này là đáp án số 1 luôn đó thấy là economic và social significance y chang như là câu này luôn thay bằng chữ significance là sự quan trọng tầm quan trọng thay thế với chữ importance đó vậy thôi rồi tới lúc này mình đã loại trừ một số đáp án ha mình đọc luôn xem là câu đầu tiên với một số câu quan trọng thì câu đầu tiên nó kêu là tuy nhiên những vấn đề lớn trong ngành du lịch và cái cái uh, ngành du lịch ha đó chính là nó đã bị ẩn giấu đi hoặc là làm khó tìm hoặc là khó thấy được cái tác động về mặt kinh tế ok ha những cái vấn đề lớn trong việc là nhận thấy cái tác động kinh tế của nó đó chính là diversity với là fragmentation của cái ngành đó đúng chưa và trong trường hợp này mình thấy nhắc tới major problems là những vấn đề lớn đúng không? Chính là chữ difficulty nè, khó khăn nè Trong việc là nhận ra được cái economic effects là tác động về mặt kinh tế Nó chính là cụm từ là economic impact Đó, tác động là hai từ thay thế với nhau Nên đáp án câu này mình thấy rõ ràng nó phải là số 5 thôi Difficulty là khó khăn trong việc là nhận ra được cái tác động về mặt kinh tế của du lịch Ok Rồi với heading số 5 này thì mình sẽ thấy như sau Rồi mình thấy là cái kêu là câu này nè, nó kêu là tourism đã trở thành một cái hàng hóa lớn nhất trong cái thương mại quốc tế cho rất nhiều quốc gia và là cái một con số rất quan trọng và rất nhiều quốc gia khác ha, nó đứng ở thứ nhất hoặc thứ ba. À, sorry, đứng ở thứ hai hoặc là thứ ba. Rồi nghĩa là hàng du lịch là một cái hàng hóa mà nó lớn nhất ở nhiều quốc gia và ở những quốc gia khác là đứng thứ hai thứ ba luôn. Ok ha, câu cuối cùng nó kêu nè. đi extent là cái mức độ của cái ngành du lịch hay là cái tác động ở mặt kinh tế rồi mình thấy trong bài mình thấy khúc này nó liên quan đến kêu là major source of income đó chính là cái nguồn thu chính của các quốc gia là Bermuda, Greece, Italy, Spain, Switzerland gì đó ha xong xuống dưới đây mình thấy thêm một số cái liên quan đến number one rank employer các bạn thấy rồi đó không number one rank employer trên đây nó kêu một đống quốc gia luôn chính là cái major source of income dưới đây nó là cái nguồn thu chính dưới đây nó kêu là cái nhà tuyển dụng lớn nhất ở các quốc gia khác đúng chưa vậy mình thấy ngay trong trường hợp này là gì travel for wealthy là không thấy nói người giàu kiếm tiền ngoại tệ cái này mình vẫn chưa thấy từ nào liên quan đến người ngoại tệ đâu ha rồi the contribution of air travel con này đi xa quá rồi cuối cùng mình còn cái thôi là tác động về của du lịch lên thế giới ha hoặc là tác động trên toàn thế giới của ngành du lịch là câu hợp lý tại các bạn thấy là nó đóng vai trò rất quan trọng ở nhiều quốc gia ở một ở một số quốc gia thì nó là cái nhà tuyển dụng lớn nhất ở một số quốc gia khác thì nó là nguồn thu chính ok rồi vậy nó mới ôm lại thì với những bài dễ nha câu đầu tiên với câu cuối cùng của đoạn nó sẽ nói lên 70 phần chủ đề đó luôn nha và hai câu này cũng chứa rất nhiều keyword trong heading đó và những bài khó thì nó đòi hỏi tổng hợp thông tin nhiều hơn thì lúc này là các bạn phải có nhiều từ vận nè đọc nhanh mà và dịch tốt nữa để các bạn có thể tổng hợp được cái bài này vậy mình chia làm hai loại nha đối với các bạn từ vựng nhiều á, thì các bạn có thể làm như sau các bạn có thể làm phần câu hỏi về matching headings ngay từ lúc đầu tiên luôn bởi vì uh, các bạn làm cái khúc này đầu tiên á, thì sau khi các bạn làm xong các bạn đã đọc gần như cả bài rồi và các bạn có cái nhìn rất tốt về bài biết là nói về cái gì và biết luôn là các đáp án của những phần khác nằm ở đâu khi các bạn đọc lướt qua các đáp án các câu hỏi á, các bạn biết là đáp án câu này nó phải nằm chỗ nào rồi vì các bạn đọc cả bài rồi mà rồi À, và nhưng nếu các bạn làm theo cách này thì các bạn nhớ là phải canh thời gian thật chuẩn nha chẳng hạn như chỉ dành ra 5 phút hay 7 phút thôi cho phần này vì các bạn nếu mà các bạn cố gắng làm quá nhiều quá xa đà trong phần này thì các bạn sẽ hết thời gian để làm những câu hỏi khác rồi và nhưng mà cho dù các bạn là từ vận nhiều thì nếu các bạn không tự tin lắm với phần matching headings các bạn hãy làm câu hỏi khác trước cũng được ha thì sau khi các bạn làm hết những cái câu khác trước rồi thì quay lại nó cũng sẽ có cái nhìn tổng quan cho những cái phần liên quan đến headings đó các bạn có thể làm xui hay ngược gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà cảm thấy là mình phù hợp với phương pháp nào thì các bạn cứ làm phương pháp đó thôi. Ok ha, mình thấy là có nhiều bạn làm cách này thích hợp hơn, có nhiều bạn thích hợp phương pháp hơn, cái này nó không có ép buộc mà nó phụ thuộc sở thích nhiều hơn nha. Rồi, và các bạn nên thử nghiệm xem là cách nào phù hợp với mình nhất. Với các bạn yếu từ vựng nha, thì phần này chắc chắn là một cái phần đòi hỏi khả năng từ vận tốt thì mới làm được một điểm 100% hoàn hảo. Còn nếu như mà chúng ta thực vận không tốt thì mình phải chấp nhận là mình sẽ làm sai hoặc là không thể làm chính xác 100% đâu. Và cái việc đọc một hoặc hai câu đầu tiên á nó có khả năng là rủi ro rất là cao là dễ dễ bị sai hoặc là các bạn sẽ bị gài đáp án nha. Rồi. À, tuy nhiên là các bạn vẫn có thể làm đúng nhiều hơn bằng cách là sau khi đọc câu đầu tiên xong, các bạn đọc lướt qua cái bài đó xem còn những keyword nào mà lặp đi lặp lại trong cái đoạn đó thì khả năng cao là nó chính là heading đúng luôn đó. Rồi. Và phương án này là phương án chẳng hạn như mà các bạn không còn đủ thời gian nữa, không còn kịp giờ Chẳng hạn các bạn làm những phần khác rồi mà tới phút cuối còn có 10 phút hay 5 phút gì thôi Thì các bạn có thể làm cách này Nghĩa là các bạn cố gắng đọc lướt qua một hai câu đầu tiên của đoạn đó để cố gắng chọn heading phù hợp nhất thôi Đây là cái phương pháp mà đây là sự lựa chọn cuối cùng các bạn nha Nếu các bạn là hết thời gian Ok Rồi phần he Matching Headings là một phần khó các bạn nhé, vì nó đòi hỏi nhiều từ vận và các bạn phải tổng hợp thông tin của rất nhiều câu trong một đoạn hoặc một bài và nó đòi hỏi là các bạn phải làm nhiều bài lên để các bạn quen tay. Một bài đọc uh, Matching Headings chỉ giúp các bạn là à, hiểu được là làm bài như thế nào để mà ví dụ để các bạn làm phần sau thôi. Các bạn phải làm nhiều bài tập lên thì các bạn sẽ quen với phần này hơn. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau nha